Thưa quý vị và các bạn, đến với chương trình hôm nay, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hai vị khách quý vừa có mặt. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến từ Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao. Xin trân trọng giới thiệu ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm. Và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng ban Truyền thông của Trung tâm ạ. Và Thanh Phong xin trân trọng kính mời hai vị khách quý của chúng tôi cùng lên sân khấu để tặng hoa cho ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời nhạc sĩ Gia Hiếu sẽ cùng ra sân khấu để nhận hoa từ Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao. Vâng, mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật đặc biệt. Cũng là một trong những đơn vị thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật từ tại Hà Nội cũng như toàn quốc, và Thanh Phong đang có cơ hội được cộng tác cùng với trung tâm, và hy vọng rằng trung tâm sẽ có nhiều chương trình hơn nữa để cộng tác với câu lạc bộ đàn hát dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào mừng các vị khách mời.